2, 3, Sam and Aster. Hello everyone. Xin chào mọi người, các bạn ơi, hôm nay gia đình Khải đã mua khoai lang luộc để cho Sam và Aster cùng ăn đây các bạn. Đây là một trong những loại khoai lang ăn rất là ngon và bổ dưỡng. Rồi, ông nội sẽ lấy cho Sam và Aster ăn đây các bạn. Khoai lang rất là ngon luôn các bạn ơi.
Tại Việt Nam thì hiện cũng đã có chấm dịch Covid các bạn. Vì thế gia đình của Khải không ra ngoài, nên là chỉ ở trong nhà thôi. Dạo này Samboy và Sơ sẽ ở trong nhà nhiều hơn là đi ra ngoài các bạn nhé. Thì cũng đã có giãn cách xã hội, vì thế gia đình chúng tôi sẽ ở nhà để cho đảm bảo an toàn. Đây, Sơ uống nước nha. Đây, Samboy uống nước này. Uống nước nha. Wow. Rồi, các bạn ơi, đến đây thì Khải cũng xin tạm dừng video và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye, see you again. Bye bye các bạn. Bye.